Là tội bị bắt về tội tổ chức đánh bạc, hành vi là cá độ bóng đá và lô đề. Hành vi của em là sai trái pháp luật. Hình thức đánh bạc trên trang bóng 88.com và ld789.net. Hình thức cao nhất là 10 triệu và thấp nhất là 1 triệu. Thời gian chờ cấp biển lâu.